ở hạng 60 kg, Phùng Khắc Huy Hà Nội có đỏ, Thúy Hữu Lộc Quân Đội có xanh, Hà Nội Bảo Thuận. Hà Nội sẽ là mà hai đôi về đây, hai đôi về cả bàn ban tổ chức. Đặt đồ đánh đi, đặt đồ xuống đánh, đặt cái đồ đánh đi thôi. Hai đôi bắt tay, trận đấu tiếp tục. đủ 1 phút và thi đấu hiệp 2. Vừa qua thì bà con cô bác ở Yên Nội chúng ta đang theo dõi câu phần giữa đô Hữu Nghị Phố Đỏ là sinh ra và lớn lên ở làng Thùng Xá, nhưng mà đô Hữu Lộc thì có lẽ là chắc chắn là sẽ sinh ra ở Yên Nội rồi. Thế nên bà con với cô bác hiện nay đang chăm chú là giữa đô Huy và đô Lộc thi đấu như thế nào trong hiệp hai đây. Mong hai đô thi đấu với tinh thần cao thượng để phải đoàn kết. Hai đô bắt tay, hiệp hai bắt đầu. Đồng chí Vinh bình tĩnh, trận đấu tiếp tục. Hai đội thi đấu tiếp tục. Bên phải đấu viên ngồi xuống ghế ở trên này đã có trọng tài can chết rồi. khi đầu nhập hai, khi đó tôi